Quốc Phương và chương trình Bàn tròn trực tuyến thứ năm hàng tuần ngày hôm nay xin kính chào các quý vị. Và chủ đề của ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là bình luận và điểm tin sự kiện nóng và đáng chú ý nhất trong tháng 6 cùng với các vị khách. Xin phép các quý vị, bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu thành phần các vị khách ngày hôm nay. Từ Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Mạc Lâm. Ông là nguyên tổng biên tập của RFA Việt ngữ. Từ Ba Lan, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Mạc Việt Hồng. Bà là chủ biên của Đàn Chim Việt Online. Lúc này chúng tôi cũng có sự tham gia của nhà báo Lương Đình Cường. Ông là tổng biên tập của tờ báo mạng Người Việt.d. Một lát nữa đây thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng là sẽ kết nối được thêm với các vị khách từ Việt Nam. Thưa các quý vị, tháng 6 đầy ắp các sự kiện và cũng sắp trôi qua. BBC Việt ngữ ngày hôm nay thì tổ chức cái bàn tròn này theo một format mới để mời các vị khách cùng các quý vị điểm lại những sự kiện nóng và đáng chú ý ở trong tháng. Trong tháng vừa qua thì chúng tôi cũng đã có một số bài vở và ở đây thì không theo thứ tự nào chúng tôi xin được trình bày với các quý vị. Đó là sự kiện Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm tù hôm nay trong phiên xử mà diễn ra ngày 29 tháng 6 vừa được truyền thông Việt Nam đồng loạt công bố. Bị cáo Phương Nga được tại ngoại tiếp tục điều tra. Vụ án Yên Bái là thu hồi thẻ của phóng viên bị bắt. Giao lưu quốc phòng Việt-Trung chờ dịp phù hợp hơn. Đồng Tâm xử cả cán bộ vô trách nhiệm và phần tử quá khích. Tân Sơn Nhất sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng giao đất. Thanh tra tài sản của em trai bí thư tỉnh Yên Bái. Đề cử người ngoài đảng làm lãnh đạo tới cấp vụ chấm hỏi. Linh mục giáo sư Thái Hà bị cấm xuất cảnh. Giáo sư Hoàng Phạm Minh Hoàng buồn nhưng chấp nhận sự thật. Thu hồi sách của học giả Trần Trọng Kim nên hay không chấm hỏi. Trà Vinh tranh biển chết bị thu giữ. Việt Nam sẽ truy nã quốc tế cựu lãnh đạo PVTech, vân vân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được biết là ở tại Hoa Kỳ vào thời điểm này đấy thì ở Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị bàn về cái đạo luật Magnitsky. Như quý vị biết đấy, là đây là cái đạo luật có liên quan tới cái tính nhân quyền phổ quát toàn cầu và nó có một số chế tài của nó. Thì lát ở đây chúng tôi cũng hy vọng là có thể nghe được các bình luận của các vị khách. Bây giờ thì xin được đặt câu hỏi đầu tiên cho nhà báo Mạc Lâm từ Hoa Kỳ. Thưa ông Mạc Lâm, theo ông thì cái sự kiện nào là đáng chú ý nhất ở trong cái tháng này tính tới thời điểm hiện nay và tại sao? Quý vị khán thính giả của đài BBC đang theo dõi chương trình này. Theo tôi đó thì cái mọi sự chờ đợi của người dân Việt, đặc biệt là những người có quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam, thì sự kiện nhà cầm quyền Việt Nam xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với bản án 10 năm là đáng chú ý nhất, vì nó nói lên được cái quan điểm chính trị của Việt Nam, cũng như nói lên được những cái sự bất cập mà Việt Nam đã và đang áp dụng cho những người có những cuộc đấu tranh ôn hòa. Những cái tư tưởng của họ cũng như chính kiến của họ không hề làm giảm giá trị của Việt Nam, mà nếu người dân Việt Nam đưa ra những cái quyền đó nhưng Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã không chấp nhận, và 10 năm, bản án 10 năm cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là sự kiện đáng chú ý nhất, mặc dù chung quanh nó còn những sự kiện khác, thưa anh Quốc Phương. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Mạc Lâm. Không biết là các vị khách khác thì có muốn bình luận gì thêm về cái ý kiến vừa rồi của ông Mạc Lâm hay là không ạ? Xin mời nhà báo Mạc Việt Hồng từ Warsaw, Ba Lan, từ Warsaw, Ba Lan. Xin chào tất cả quý vị. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Mạc Lâm. Tôi cho rằng là đấy là một cái bản án rất là nặng nề, mà nó không những là sự kiện đáng chú ý nhất của tháng 6 năm nay, mà có thể là một trong những cái sự kiện đáng chú ý nhất trong năm nay. Tôi cũng vừa có những cái bình luận rất là bức xúc trên trang Facebook, bởi vì cá nhân tôi không mấy lạc quan về chính quyền Cộng sản. Nhưng mà tôi cũng không ngờ là nhà cầm quyền đã tuyên án một cái bản án mà nó quá nặng nề như vậy. Vâng, bây giờ xin phép được nghe ý kiến, xin cảm ơn nhà báo Mạc Việt Hồng. Bây giờ xin được nghe ý kiến của nhà báo Lương Đình Cường từ Cộng hòa Liên bang Đức ạ. Xin chào anh Quốc Phương và các khán thính giả của đài BBC Việt ngữ. Tôi cũng chia sẻ ý kiến của nhà báo Mạc Lâm và chị Mạc Việt Hồng.
thì cá nhân tôi thấy rằng là cái bản án này á, là quá nặng đối với một cái người mà đấu tranh vì nhân quyền mà bất bạo động. Thì tôi thấy là nếu như mà nhà lệnh các lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục mà dùng những cái bản án quá nặng như thế này đối với những người đấu tranh dân chủ thì tác dụng răn đe thì có lẽ có ít, mà làm cho người ta phẫn uất thì có là lại bị nhiều hơn. Thì tôi cho rằng đấy không phải là cái con đường tốt nhất. Mà như cái cuộc nói chuyện lần trước mà tôi cũng được tham gia với các đồng nghiệp khác của BBC chủ trì ấy, thì tôi đã nói rằng vào thời điểm này ấy, thì cái xu hướng là đối thoại là nên được ưu tiên để phát triển, chứ không phải là bằng là đàn áp và chấn áp. Thì tôi rất là buồn với một cái bản án quá nặng mà chúng ta vừa mới chứng kiến. Vâng, thế đó là ý kiến của nhà báo Lương Đình Cường, là chủ biên của tờ báo mạng Người Việt .d từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với luật sư Lê Quốc Quân và nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Không biết là luật sư Lê Quốc Quân có cái ý kiến gì hay không ạ? Thứ nhất thì tôi đồng ý với những ý kiến đã vừa nêu, rằng cho rằng cái bản án 10 năm đã quá sức. Nó sẽ là một điểm đáng chú ý, rất đáng chú ý trong cái tháng 6 này, không trong tháng 6 này mà còn lần nữa về lâu dài. Tuy nhiên ấy, là cái gần đây là cái mà thu cái sự chú ý đặc biệt, thực sự là đặc biệt và rất là rộng lớn ở trong Việt Nam ấy, là cái vụ án vừa mới kết thúc của cái chỗ là Cao Bảo Mỹ và Trương Hồ Quân Nga, hay gọi là cái vụ án Nam ấy. Bởi vì cái vụ án này không phải chỉ là một cái vụ án về quan hệ giữa tiền và tình giữa các đại gia, hay là giữa cái chuyện dân sự, mà cái qua cái vụ án này hết sức bất ngờ là nó phơi bày cái sự hủ hoại của cả một nền tư pháp. Và đây tôi cho rằng có một cái điều rất bất ngờ. Là nó lần đầu tiên, mà có lẽ là do cái thẩm phán Vũ Thanh Lâm ấy, là vì xét một vụ dân sự họ cho phép đến cái sự quan tâm rộng lớn của tất cả các phương tiện truyền thông và truyền hình trực tiếp, và đợi ở lần này nó bộc lộ một cái sự việc hoàn toàn dân sự thôi bước đầu, nhưng mà thấy rằng là nó lũng đoạn và nó phản động thật sự của cả một cái nền tư pháp. Mà chúng ta sẽ thấy cực kỳ đau buồn và rất tiếc là dân Việt Nam đã đổ xô vào quan tâm đến cái vụ án này, trong khi rằng là không quan tâm đủ, hoặc là ở trong nước này lại không nhìn nhận cái chuyện của chị mẹ nấm. Nhưng mà đấy là sự thật như vậy. Tôi là một luật sư thì tôi quan tâm và đấu tranh về nhân quyền, tôi quan tâm thực sự đến cái chuyện của mẹ nấm bị kết án, và điều đó là một điều mà quá đau lòng, tôi đưa lên Facebook rồi. Thế nhưng mà ở góc độ khác thì ta nhìn sâu hơn nữa về những cái vấn đề khác mà anh Phúc và BBC vừa nói ấy, thấy là quá nhiều vấn đề về đất nước này chúng ta sẽ nói sâu hơn. Vâng, thế đó là ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân tham gia chương trình từ Hà Nội. Chúng tôi cũng xin lỗi các quý vị là cái chất lượng tiếng thông qua cái đường điện thoại viễn liên có thể nó chưa được như ý. Không biết là từ Sài Gòn thì tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, có muốn chia sẻ bổ sung thêm ý kiến gì không ạ? Xin mời ông ạ. Về xúc cảm thì đây là ngày rất buồn. Một ngày lặng buồn. Chúng tôi ở đây, những người đấu tranh dân chủ nhân quyền, các nhà báo, phải nói là đi. Mặc dù thực ra thì chúng tôi đã khá là quen với những bản án như này rồi. Và trong chuyện này không phải là hiếm hoi, vì chúng ta nhớ là thế này. Trước đây vài tháng cũng đã xử cái vụ anh Trần Anh Kim ở Thái Bình, mà cũng đã từ 10 đến 12 năm hết rồi. Cái lúc đó là theo báo chí. Cho nên là không quá lạ lẫm với những cái bản án khắc nghiệt và có thể nói là vô nhân đạo, phi nhân tính như thế này. Nhưng mà đây là một chuyện. Còn cái chuyện thứ hai mà tôi nghĩ rằng chúng ta là những nhà báo, những nhà phân tích, những người phân tích, chúng ta có thể ngoài cái việc là đánh giá về một chế độ quyền, một chính phủ tại sao lại đối xử những người hoạt động nhân quyền vô nhân tính, vô nhân đạo đến thế,
thì ngoài cái lý do nguyên ngoài cái nguyên cớ đó ra, liệu còn nguyên cớ nào khác không? Thì tôi muốn chúng ta nghĩ suy nghĩ thêm một cái chuyện như thế này, là cái bối cảnh mà đưa ra cái bản án đối với cái mặt di chuyển vào cuối tháng năm thì trước cái thời điểm mà xảy ra diễn ra cái cuộc tòa nhân quyền Mỹ Việt tại Hà Nội ấy, và trước cái chuyến đi của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Washington gặp Tổng thống Trump, thì tự nhiên lại có hàng trăm người, tức là công an và dân phòng rồi các lực lượng bao vây khống chế ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Tâm, là mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ở 24A Đặng Tất của Nha Trang, tỉnh Nha Trang. Trong khi trong nhà chỉ có bà Tuyết Lan và hai bé con của Như Quỳnh, không có ai cả, không có một lực lượng lật đổ trên. Như vậy thì cái việc khống chế như vậy bằng hàng trăm người của chính quyền như vậy, nó nói lên cái gì? Nói lên cái gì? Một cái hành động răn đe và hành động khủng bố về tâm lý. Thế đó là cuối tháng 5, trước cái chuyến đi của ông Phúc và trước cái đối thoại nhân quyền của Mỹ. Thế thì đến cuối tháng 6 thì chúng ta biết rồi, tức là lại đưa ra Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra xử án với một bài án này. Và việc này thì không biết là vô tình hay là hữu ý, thì nó lại diễn ra, xảy ra trước một cái chuyến đi khác, cũng là của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi Đức để dự cái hội nghị G20 khai mạc ngày 7 tháng 7 sắp tới. Thì với tôi ấy, thì khi mà tôi nghe tin về ông Phúc đi Đức vào tháng 7 thì tôi cảm giác cái gì đó là không ổn đối với vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và tôi có cảm giác đó là sẽ là một cái bản án nặng, và tôi nghĩ là nhẹ nhất là 1 năm chứ không thể dưới được. Nhưng mà đúng là 10 năm thì quá là kinh khủng. Và tôi còn có một cái cảm giác nữa. Cái cảm giác này là cảm giác của một người trong nước, về dường như là đang tồn tại hai cái lực lượng chính trị ở trong nội bộ đảng chỉnh chống nhau. Và lại một lần nữa trong rất nhiều lần rồi, bắt nhân quyền làm vật hy sinh, hành hạ nhân quyền. Đấy. Thì tôi cảm giác điều đó. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tình hình cứ như thế này ấy, thì có thể sẽ liên quan tới những vấn đề đối ngoại, liên quan những chuyến đi công du xuất ngoại nào đó, vẫn có thể còn những cái chuyện nữa. Và mới đây thôi thì chúng ta nhìn thấy có những cái sự kiện như là đó, ví dụ như là ông Phạm Minh Hoàng tự nhiên bị trục xuất trong cái vai trò của ông Phạm Minh Hoàng. Ở đây tôi biết rất rõ là không có gì nổi bật, thậm chí ông phải làm cái gì tại vì bị khống chế rồi, làm sao mà làm được. Thế thì tôi nghĩ rằng bây giờ tình hình nó đã xấu, và cái việc mà xử cái vụ án mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy, làm cho tôi nhớ lại một cái vụ án khác cách đây 5 năm, đó là xử Tạ Phong Trần vào tháng 10 năm 2012, cũng với mức án 10 năm. Lúc đó là đưa câu lạc bộ Nhà báo Tự do ra xử, và Đức Tài đã phải nhận mức án 12 năm, còn Tạ Phong Trần mức án 10 năm. Thế thì tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản là thế này thôi. Thực ra tôi nghĩ bằng xúc cảm và bằng cả sự lạnh lùng, với cái mức án 10 năm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi không quá xúc động. Tại vì thứ nhất là đã quen, và thứ hai, nói như một số người thường nói, tôi không tin một chế độ cầm quyền như thế này có thể kéo dài đến 10 năm nữa để có thể thi hành án đủ cái mức án của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thậm chí là một nửa thời gian đó cũng là khó. Tại vì chúng ta nhìn lại, từ khi mà xử Tạ Phong Trần cách đây 100 năm, thì sau 5 năm đó, thì xã hội và chế độ này đi tới đâu? Bây giờ thì đủ thứ chuyện cả, bát nháo, hỗn loạn xã hội, gần như khủng hoảng kinh tế, và nội bộ thì phân rã kinh hoàng. Thế thì tất cả những cái chuyện đó nó sẽ kéo tiếp diễn như thế nào trong 5 năm tới? Trong 5 năm tới, kể từ cái thời điểm năm 2017, kể từ thời điểm ngày hôm nay khi mà kết án 10 năm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì mọi chuyện nó sẽ như thế nào? Tôi đặt ra những cái giả thiết như vậy, nhưng mà đó là những giả thiết mà theo tôi là có cơ sở. Và có thể nói thế này, tôi không quá bi quan, rằng tôi không cho rằng cái việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ ở hết 10 năm. Mà tôi nói, Tạ Phong Trần
bị kết án năm 2012 và ra năm 2015, tức là sau 3 năm. Thế thì cũng có thể là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có thể là sẽ bị kết án năm 2017 và có thể ra vào năm 2020. Và sau đó thì chế độ sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi của tôi và cũng là một câu kết luận của tôi. Vâng, thế đó là ý kiến từ quan điểm riêng của nhà báo Phạm Chí Dũng. Ông là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tham gia chương trình từ Sài Gòn. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm bàn tròn trực tuyến hàng tuần mà tuần này đấy, thì về cái chủ đề là điểm các cái tin tức, các sự kiện nóng và nổi bật nhất trong tháng tính tới thời điểm này. Chương trình được phát trực tuyến trên kênh Facebook Live của chúng tôi. Lúc này thì nếu quý vị vào trang nhà của chúng tôi là trang bbcvietnamese.com đấy, thì quý vị cũng có thể thấy cái bài báo đứng trên đầu, top đầu tiên ở trên đó là bài có tựa đề là Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm tù. Tức là Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 10 năm tù cho blogger Mẹ Nấm là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trước đó thì cũng đã có một số những tổ chức của quốc tế, kể cả phi chính phủ quốc tế đã lên tiếng trước cái phiên xử với blogger này. Trong một cái trả lời phỏng vấn gần đây với BBC Việt ngữ thì thân mẫu của bà blogger Như Quỳnh thì cũng đã nói với chúng tôi là 8 tháng chưa được gặp con, vân vân. Một cái tin tức nữa cũng ở trên trang nhất của chúng tôi lúc này đấy là tin bị cáo Phương Nga được tại ngoại và tiếp tục điều tra. Nếu quý vị vào đây thì đọc thì quý vị thấy là bị cáo Trương Hồ Phương Nga được tòa án tạm thời cho tại ngoại trong phiên tòa được dư luận xã hội ở Việt Nam là được cho là cũng quan tâm. Ngoài ra chúng tôi cũng có các cái tin tức, tin bài khác nữa như là tin Nga cười nhạo đến chiến hạm của Anh. Tức là trong bài này thì nói là Nga tỏ ra khinh thường tàu chiến mới của Anh và gọi đây chỉ là một mục tiêu dễ dàng. Ngoài ra chúng tôi còn có một số các tin nữa như là vụ Yên Bái thu hồi thẻ của phóng viên bị bắt. Rồi thì ở Trà Vinh thì tranh biển chết bị thu giữ. Quý vị có thể xem theo dõi các cái tin bài khác của chúng tôi. Chúng tôi có cái chuyên mục là Góc Nhìn và chuyên mục. Ở cái phần tin Việt Nam thì chúng tôi có cái bài là Thanh tra tài sản em trai bí thư Yên Bái. Quý vị có thể vô đó để mà theo dõi đó. Vân vân. Và quý vị có thể đọc tin của chúng tôi hoặc là theo dõi đấy qua các kênh như là Facebook Live, như là cái kênh mà quý vị đang theo dõi cái tọa đàm bàn tròn này, hay là qua Viber. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với khách mời của chúng tôi là nhà báo Mạc Lâm từ Hoa Kỳ. Thưa ông, vừa rồi thì các khách mời cũng có vẻ như là đã dành khá nhiều cái sự chú ý và quan tâm đến cái sự kiện là blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tuyên án tù 10 năm. Ngoài ra thì theo ý kiến riêng, quan điểm riêng của nhà báo thì còn có những sự kiện nào đáng quan tâm nữa và đáng nói nữa, đáng bàn nữa thưa ông? Vâng, tôi xin lỗi. Tôi xin được lặp lại cái ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân. Anh đã cho rằng là cái bản án của cái phiên tòa xử ông Mỹ và cô Phương Nga đó là một phiên tòa đáng chú ý, nó nói lên một cái nền tư pháp rất là lỏng lẻo của Việt Nam hiện nay. Tôi hoàn toàn đồng ý với luật sư Quân, và giữa hai cái bản án của Mẹ Nấm Như Quỳnh đó và cái bản án của cựu Hoa hậu Phương Nga đó, chúng ta thấy rõ hai cái điều đó, nó tuy là cũng là tư pháp nhưng mà rõ ràng là rất khác nhau. Tôi không nghĩ là cái bản án của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phát xuất từ một nền tư pháp hay là một nền luật pháp của Việt Nam, mà nó phát xuất từ ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính phủ Việt Nam. Khi mà một người đàn bà có hai con chỉ vì lên tiếng nói, cái tiếng nói chính kiến của mình đối với những cái chuyện đang xảy ra ở Việt Nam có hại cho người dân, có hại cho đất nước, mà Đảng và chính phủ đã ra một cái đòn quá nặng đối với chị, đấy không phải là luật pháp. Đấy là một sự trả thù mà ai cũng thấy rằng đấy là một sự dằn mặt cho những người khác, những người đang theo đuổi dân quyền cũng như nhân quyền trên toàn đất nước Việt Nam. Riêng về cái tòa án xử vụ Phương Nga và toàn Mỹ đó, thì nó nói lên một cái điều khác. Đó là một cái hình thức, một cái nền tư pháp có vẻ còn sơ khai. Vì sơ khai cho nên ngay từ đầu đó đã có vấn đề mua bán, đã có vấn đề đút lót cho công an điều tra, rồi sau đó rò rỉ những tin tức, cũng như tất cả những gì đang xảy ra chúng ta đều biết đó, đó là một cái phiên tòa rất là nực cười,
phải nói là rất là ấu trĩ mà tất cả trên thế giới này không có một phiên tòa nào như thế. Tôi nghĩ đó là một nền tư pháp sơ khai hơn là một phiên tòa, hơn là một cái nền tư pháp đang được lớn và hình thành đúng với cái tầm cỡ của quốc gia Việt Nam, thưa anh Quốc Phương và thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi, ý kiến từ quan điểm riêng của nhà báo Mạc Lâm. Ông là nguyên tổng biên tập của đài RFA tiếng Việt. Chúng tôi xin phép được điểm một vài cái ý kiến của các quý vị đang theo dõi trên chương trình Facebook Live trực tuyến này. Thì có một ý kiến của một quý vị tên là Nhung Hồ hay là Hồ Nhung thì nói là tuyên án vô lý, vô nhân đạo và tàn ác. Một cái ý kiến nữa tức là nói là đây là của một quý vị. Vâng. Xin lỗi quý vị vì nó đang trôi xuống nên chúng tôi cũng đang phải nó trôi xuống, tin nhắn gửi đến rất là nhiều và nó đang trôi xuống cho nên là chúng tôi phải phải đi xuống dưới để mà đọc. Vâng, ở đây. Vâng, thì có một ý kiến của một quý vị mà ngay đầu chương trình thì chúng tôi đã in ra đây nói rằng là phụ nữ đi tìm chính nghĩa thì 10 năm tù, phụ nữ làm ở đây được nói là làm đê, có thể chúng tôi không hiểu rõ cái chữ này là gì, tức là có thể làm gì đó vâng, hạng sang thì được tại ngoại. Của một quý vị tên là Nguyễn Hương. Một quý vị tên là Lê Nguyễn hay là Nguyễn Lê thì nói là qua điểm tin tháng 6 ta thấy rất rõ hai việc là quan chức tham nhũng tràn lan, người đứng lên phản đối tiêu cực bị bỏ tù nặng. Thì có lẽ là cái bình luận này là nó liên quan tới một cái gọi là một cái điểm một vài bài vở của chúng tôi mà chúng tôi có đưa trên trang Facebook trước khi chương trình bắt đầu. Trong đó thì không theo một thứ tự nhất định nào thì chúng tôi có liệt kê một số những bài vở trong từ đầu tháng tới nay, nhất là trong thời gian gần đây. Chúng tôi xin được đọc lại để hầu quý vị. Đó là mẹ nấm bị tuyên án 10 năm tù, bị cáo Phương Nga được tại ngoại tiếp tục điều tra. Vụ Yên Bái thu hồi thẻ của phóng viên bị bắt. Giao lưu quốc phòng Việt Trung chờ dịp phù hợp hơn. Đồng Tâm xử cả cán bộ vô trách nhiệm và phần tử quá khích. Tân Sơn Nhất sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng giao đất, thanh tra tài sản em trai bí thư tỉnh Yên Bái, đề cử người ngoài đảng làm lãnh đạo tới cấp vụ chấm hỏi. Linh mục giáo sư Thái Hà bị cấm xuất cảnh. Giáo sư Phạm Minh Hoàng buồn nhưng chấp nhận sự thật. Thu hồi sách của học giả Trần Trọng Kim nên hay không chấm hỏi. Trà Vinh tranh biển chết bị thu giữ. Việt Nam sẽ truy nã quốc tế cựu lãnh đạo PVTech, vân vân. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được đặt tiếp câu hỏi cho vị khách tiếp theo là bà Mạc Việt Hồng từ Ba Lan. Thưa bà, thì ngoài những cái sự kiện vừa rồi mà các quý vị ở bàn tròn đã đề cập, thì theo bà còn đâu là những cái sự kiện mà theo bà là đáng chú ý, đáng quan tâm ở trong tháng này nữa, thưa bà? Tôi cho rằng là cái điều mà anh Quốc Phương vừa điểm ấy thì nó cũng đã rất là đầy đủ đấy, những cái sự kiện liên quan trong tháng này. Thì cá nhân tôi thì tôi cũng rất quan tâm đến sự kiện mà nhà báo bị bắt trong một cái nghi vấn là có thể là ông bị gài bẫy. Bởi vì nhà báo này vừa phanh phui ra những cái vụ về đất cát, về dinh thự của các cái quan chức của tỉnh Yên Bái rất là lớn. Thì ngay sau đó thì là anh bị bắt. Trong lúc mà anh đến một cái bữa nhậu và khi mà bị dúi tiền vào người thì là có thể là anh đã không còn tỉnh táo nữa. Thì tôi cho rằng đấy là một cái rất là đáng chú ý. Và hiện nay thì những cái dư luận xung quanh cái vụ việc này thì nó cũng có rất là nhiều cái nguồn dư luận, cho nên là cũng chưa biết thực sự là anh bị gài bẫy hay là anh đã từng có những cái việc mà tống tiền trước đó thì tôi cũng không không rõ lắm. Nhưng mà cá nhân tôi cũng theo dõi vụ này rất là sát, và tôi nghĩ rằng là tất cả những người nào mà liên quan tới cái công việc báo chí thì chúng ta đều có nên có cái sự quan tâm thích đáng đối với cái vụ việc này. Vâng. Thì tôi cũng muốn nghe ý kiến của các nhà báo khác về vụ này ạ. Vâng, thì không biết là có quý vị nào là các vị khách ở tại bàn tròn đấy có thể trả lời đáp ứng cái câu hỏi vừa rồi của nhà báo Mạc Việt Hồng không ạ? Vâng, xin mời luật sư Lê Quốc Quân. Vấn đề tôi thì cũng rất là quan tâm đến cái vụ những cái chuyện vụ nhà báo bị bắt rồi bị thu hồi thẻ như nhà báo Mạc Việt Hồng đã nói, bởi vì cái tờ báo giáo dục ấy, điện tử ấy, là một tờ báo tôi cho rằng cũng có tính chiến đấu rất là cao.
và họ đăng nhiều bài, đặc biệt gần đây là những cái bài liên quan đến cái việc phải có thúc đẩy cái tự do ngôn luận, rồi nói về niềm tin, rồi phải mong muốn có một nền báo chí và tự do của nhân dân, rồi vì nhân dân. Tất nhiên chúng ta không có muốn nói đến cái sự liên quan giữa cái tờ báo này và cái nhà báo. Tuy nhiên ấy, là chúng ta có thể đặt trong cái bối cảnh mà một cái tờ báo cũng lên tiếng khá mạnh mẽ và để ý. À, cái thứ hai nữa ấy là liên quan đến những cái vụ mà gọi là bê bối hay là những vụ tham nhũng mà chính nhà báo này và tờ báo đã đề cập đến. Tôi đặc biệt lưu ý đến một cái video ngắn nó có quay về cái cảnh gọi là thanh tra việc kinh khủng của em trai của giám đốc tài nguyên môi trường của tỉnh Yên Bái ấy, thì để thấy rằng là nó khủng khiếp quá. Giữa những người nông dân một những tỉnh miền núi phía Bắc ngày xưa, tôi đã từng làm một cái dự án xóa đói giảm nghèo ở trên đấy rồi, tôi mới thấy đồng bào khổ vô cùng. Thế mà có những cái biệt thự nó lộng lẫy xa hoa chiếm cả mọi người, nó sang phạm tất cả cái khu vực chúng ta phải làm để nhận được quá sử dụng. Và thứ hai là nó còn liên quan đến những cái chuyện của trước đây xảy ra, cho nên là đứng đằng sau những cái sự việc mặc dù nhỏ như thế này, mặc có cảm giác là nhỏ, thì tôi nghĩ đằng sau nó phải có những cái ẩn chứa rất là lớn lao, và để thấy rằng là đất nước nó đang nằm giữa những cái sự tranh chấp và cái sự xung đột rất là lớn. Xung đột thứ nhất là xung đột giữa giàu và nghèo, xung đột giữa tham nhũng, xung đột giữa quyền lợi, xung đột ngay chính trong nội tâm của mỗi một con người. Chắc hẳn là nhà báo này liệu có làm cái việc đó hay không như nhà báo Mạc Việt Hồng nói, thì có thể không, chuyện này chúng ta không được ra. Nhưng nhà báo ở Việt Nam sống bằng gì, và tất cả cái điều đó mọi người cũng đều biết, và rất có thể họ bị bẫy bởi vì họ chưa bao giờ được sống đúng thật, họ chưa bao giờ được nói thật. Đấy, cả cái đất nước này nó, tôi cảm giác nó bị cầm tù thật sự. Từ một số bạn bè của tôi đang làm cho tổ chức nước ngoài hoặc là làm cho công ty nước ngoài thì còn có lương để mà. Còn là những người trong hệ thống đều nói với tôi rằng là thực sự không nhận tiền tham nhũng thì không thể nào sống được. Và thứ hai nữa là đối với những cái người mà họ đi như vậy, họ làm như vậy thì rồi họ cũng biết thôi, và họ cũng ăn nút lót, họ cũng nhận thức được vấn đề, họ cũng sống như thế. Và chúng ta cứ tiếp tục lừa với lẫn nhau, chúng ta cứ tiếp tục rằng là nói dối quanh quẩn với nhau, và những ai nói thẳng, những ai lên tiếng thật sự thì là bị bắt, bị kết án nặng nề. Như vậy rõ ràng là nó dẫn đến chuyện đất nước, và sau đó tôi cảm thấy rằng là rất tiếc, và nó tan hoang kể cả về mặt hình thức lẫn cả mặt nội hàm đến cả từng cái con người. Đó là một điều rất đau buồn cho đất nước đang chúng ta. Vâng, xin cảm ơn cái ý kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân từ Hà Nội. Chúng tôi cũng một lần nữa xin lỗi các quý vị về cái chất lượng cái đường truyền âm thanh, và có thể chúng tôi sẽ đề nghị bộ phận kỹ thuật có thể sẽ cố gắng khắc phục cái chất lượng của nó tốt hơn. Chúng tôi xin phép được giới thiệu tiếp một vài ý kiến của các quý vị đang theo dõi chương trình Facebook Live này. Có một quý vị tên là Lê Minh Dũng thì nói là án tù chính trị ở Việt Nam thường được nhà cầm quyền Việt Nam tuyên nặng nhằm răn đe những nhà bất đồng chính kiến trong nước, đồng thời cũng nâng giá trị để mặc cả với thế giới. Chính quyền khai thác triệt để nguồn tài nguyên này bởi ở Việt Nam nó gần như là vô tận. Một quý vị khác là Nguyễn Thế Hưng thì chia sẻ như sau: vụ án tình tiền nó được báo chí, các phương tiện truyền thông khuếch đại lên nhiều lần vì nó là đề tài ăn khách. Nhưng qua những diễn biến tại tòa đã phơi bày ra cho bản dân thiên hạ thấy sự thối nát của cả bộ máy được gọi là bảo vệ pháp luật. Vân vân. Một quý vị nữa tên là Hồng Hạc thì viết thế này: tiến trình lạc hướng dư luận đang có hiệu quả. Quý vị có thể sẽ theo dõi thêm các cái ý kiến được gửi về trên kênh Facebook Live này của chúng tôi ngay tại địa chỉ mà quý vị đang theo dõi đây. Bây giờ thì chúng tôi muốn được nghe cái ý kiến của nhà báo Lương Đình Cường. Vừa rồi thì nhà báo Mạc Việt Hồng, trước đó thì là nhà báo Mạc Lâm, rồi sau đó thì luật sư Lê Quốc Quân cũng đã lên tiếng, đặc biệt là hai vị khách gần hơn thì nói về cái vụ việc xảy ra với nhà báo bị thu hồi thẻ ở Yên Bái.
Vâng, thì xin được nghe cái ý kiến của ông Lương Đình Cường từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, trước thì tôi xin nói một chút về cái vụ việc liên quan đến cái nhà báo của báo giáo dục vừa bị bắt ở Yên Bái. Thì thông tin ban đầu ấy thì cùng với các dư luận thì bản thân tôi cũng cho rằng là nhà báo này bị gài bẫy, bởi vì cái việc mà theo cái cô đi cùng cô mô tả là người ta cố nhét tiền vào trong túi quần của một cái người đang uống bia, là có thể là bắt đầu say, sau đó là khi mà làm sao để công an có thể đến đúng lúc đó để mà ập vào để mà bắt, rồi là cái người doanh nghiệp đó lại còn nói đúng series của số tiền mà bị nộp cho nhét vào túi quần của các anh này, thì đa số người ta đều nói là bị gài bẫy, bởi vì đối với đồng tiền Việt Nam người đi khi đi tiêu một cách bình thường chẳng ai nhớ cái series gì cả, thì tôi cũng nghĩ như thế. Thế nhưng thì có một cái chi tiết này mà cũng nói thật là làm cho tôi rất là buồn, đó là hình như rằng sự việc nó cũng không phải đơn giản như vậy. Thì đầu tiên đấy là vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 6 này ạ, thì trên cái trang blog cá nhân của nữ nhà báo Bạch Hoàn, là một cái người đã từng công tác cho cái đài VTV24, thì là ở trên trang chị viết nguyên văn như thế này: nhiều người đề nghị tôi lên tiếng bảo vệ nhà báo vừa bị bắt tại Yên Bái. Thú thực là tôi nắm rõ thông tin vụ việc nên không muốn lên tiếng gì cả. Hãy cứ để sự thật phơi bày. Đó, điều đó là như một gáo nước lạnh dội vào bản thân tôi cũng rất nhiều cái bạn đọc khác mà theo dõi cái sự việc này. Bởi vì nhà báo Bạch Hoàn là nổi tiếng là một cái bút viết là sắc sảo và bênh vực cho những trường hợp là oan sai. Thế nhưng trường hợp này thì chị lại nói rằng là chị biết thông tin và chị không lên tiếng và để sự thật phơi bày. Thì đúng là chỉ một ngày sau ấy, thì chúng tôi lại nghe và tất cả chúng ta lại biết thêm cái tình tiết là nhà báo này là không phải chỉ đơn giản là cái hôm đó là bị bắt khi mà bắt quả tang nhận cái 50 triệu đồng, mà là trước đó rồi, từ ngày 16 tháng 6 nhá, cách đó khoảng một tuần, là một đã nhận 200 của một công giám đốc sở tài nguyên môi trường đó. Thì là cụ thể là nhà báo lên phản ảnh những cái tiêu cực của cái sở đó và yêu cầu cái giám đốc đó phải nộp 200 triệu. Thì ông giám đốc nộp ngay tại chỗ là 100 triệu vì còn thiếu tiền. Và nhưng mà trong cùng ngày đó thì ông đã chuyển tiếp 100 triệu nữa. Thì tôi nghĩ là cái sự kiện như thế thì chưa biết sự thật là cuối cùng là như thế nào, nhưng mà có vẻ như là cái việc mà đưa hối lộ nó đã hoàn thành đấy. Và thì là có bị gài bẫy hay không, hay là nhà báo này chỉ là một người đáng tiếc là viết được một cái loạt bài rất là sâu sắc mà là vạch trần những cái vụ tham nhũng lớn ở Yên Bái là đều là do cái nhà báo 32 tuổi trưởng ban văn học của giáo dục này viết. Vâng. Nhưng mà ông lại là người nhận số tiền như đó thì vâng, cho đến giờ ấy là có lẽ là không phải đơn giản một bộ thông tin hay không là rút thẻ nhà báo của ông đó, mà cũng có một cái sự thật gì đây. Để như là chúng ta nói là vậy, có phải vì cuộc sống ở Việt Nam quá khó khăn mà ngay cả những cái người mà cũng đang đấu tranh trên mặt trận chống tiêu cực này thì đôi khi lại cũng bị là gọi là người ta nói là sạch quá thì không có cá, hoặc là vân vân, đấy là cũng bị là nhiễm những cái tiêu cực đó vào bản thân, và đó là một cái hiện thực mà không phải là không có ở trong nội bộ đội ngũ làm báo. Điều đó làm tôi rất là buồn. Và thế đó là ý kiến riêng, quan điểm riêng của nhà báo Lương Đình Cường. Ông là tổng biên tập của tờ báo mạng Người Việt.d từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với quý vị là những cái vụ án như vậy, đặc biệt là cái vụ án vừa rồi thì nó vẫn còn đang diễn ra đối với nhà báo đó, và về mặt tư pháp thì độc lập, và cái vụ án vẫn còn đang được người ta điều tra kết luận, cho nên đây chỉ là các cái ý kiến mang chất tham khảo. Và vừa rồi là ý kiến riêng của ông Lương Đình Cường, nhà báo từ Cộng hòa Liên bang Đức. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chuyển hướng một chút cái cuộc mạn đàm mà quý vị đang theo dõi ở trên kênh Facebook Live của chúng tôi. Trong cái đây thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến của các vị khán thính giả gửi tới qua một cái đường ở đây, nói rằng là BBC Việt ngữ có thể hỏi các vị khách thêm xem một chút thêm về cái vấn đề về thời sự quốc tế có liên quan tới Việt Nam hay không, có cái gì đáng bàn hay không. Nãy giờ là các tin về nội bộ trong nước, tất nhiên cũng có thể có liên quan ít nhiều về đối ngoại vân. Thế thì không biết là quý vị nào muốn bình luận tiếp theo ở đây ạ? Ông không biết là ông Phạm Chí Dũng có muốn bình luận gì không ạ?
Ở đây có ý kiến nói là quý vị nào có thể chia sẻ có gì đáng lưu ý trong cái quan hệ chẳng hạn như tam giác Việt Nam rồi thì Hoa Kỳ Trung Quốc, hay là vừa rồi có cái chuyện của Việt Nam Trung Quốc, thì xin mời nhà báo Phạm Chí Dũng có được không ạ? Còn như thế này là chúng ta đang bàn về một số cái vụ việc trong nửa đầu năm 2017. Và theo tôi quan sát thì có lẽ là từ 1/4 thế kỷ qua, kể từ cái lúc biến động khủng hoảng Xô Viết và Đông Âu cho tới nay, thì đây là năm đầu tiên mà có cái nửa đầu năm biến động mạnh đến mức như thế. Trong 1/4 thế kỷ qua, chưa có năm nào mà có nửa đầu năm biến động nhiều như là nửa đầu năm nay về tổng hợp các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, đối ngoại, nhân quyền. Có thể nói đây là nó giống như là một cơn sóng lừng, cơn sóng trào, nó báo trước cho một cái cơn sóng rất dữ dội, cơn sóng thần. Thế nói là như vậy. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta có thể ghi nhận về cái chuyện nửa đầu năm nay nó tạo ra có thể rất nhiều biến cố, và đặc biệt trong đó có thể nói là sự kiện lớn nhất trong nửa đầu năm 2016, năm 2017 là sự kiện Đồng Tâm. Và nãy giờ chúng ta cũng có lẽ hình như chưa đề cập một cái vấn đề mà hoàn toàn chưa có trôi qua đâu, đó là vấn đề Formosa và cái phong trào biểu tình của ngư dân, giáo dân ở miền Trung trong suốt từ từ giữa năm 2016 cho đến nay. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bàn thêm về cái chuyện đó. Còn về cái vấn đề quốc tế thì tôi nghĩ rằng đang rất khó cho Việt Nam đấy, đang rất khó cho Việt Nam. Và có lẽ là nửa đầu năm 2017 cũng đang chứng kiến một cái sự chuyển thế của giới chóp bu Việt Nam trong cái mối quan hệ tam giác Mỹ, Trung và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái chiến thuật đu dây chính trị, đu dây quốc tế của Việt Nam đang bị phá vỡ. Và một trong những cái bằng chứng rõ ràng nhất vừa rồi là nó đã xảy ra là cái việc mà Trung Quốc được cái giàn khoan 981 trở lại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Và cái viên tướng Phạm Trường Long đã rút ngắn rất đáng kể thời gian ở Việt Nam. Và nó báo trước có thể sẽ có những cái cuộc gây hấn trong tương lai rất gần đối với Việt Nam. Thậm chí là ông giáo sư Kantheer đã, một trong những người mà họ có cái thâm niên, có kinh nghiệm ở Việt Nam, cũng đánh giá là có thể xảy ra xung đột lớn. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề hiện nay đối với Việt Nam chỉ còn là cái vai trò Việt Nam cần phải dứt khoát như thế nào đối với Hoa Kỳ và đối với Tây Âu mà thôi. Và nếu như là cứ dùng rằng như những năm trước mà không quyết định được á, thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Chì thì đã mất rồi, mà có lẽ chài cũng sẽ mất nốt. Thành thử là nếu không cẩn thận thì ngay trong nửa cuối năm 2017 và đến sang năm 2018 thì Việt Nam sẽ chịu áp lực mạnh từ phía Trung Quốc. Và nếu không có một sự hỗ trợ nào từ phía Hoa Kỳ á, tôi muốn nói là một sự hỗ trợ không phải là theo cái tuyên bố chung của Việt Nam Hoa Kỳ đâu nhé, mà sự hỗ trợ thực chất, mà tôi muốn nói ở đây là cái vấn đề Cam Ranh ấy. Mà nếu không có một cái gì thực chất về Cam Ranh ấy, thì Việt Nam đừng có mơ là sẽ lấy một cái gì đó có thể chống chọi được với Trung Quốc. Và lúc đó Trung Quốc sẽ muốn làm gì thì làm đối với Việt Nam, cũng giống như là chính quyền Việt Nam muốn làm gì thì làm đối với giới nhân quyền, đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam. Vâng, thế đó là ý kiến của tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Nhân tiện thì hôm nay từ Hoa Kỳ chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Mạc Lâm. Chúng tôi xin đặt một cái ý hỏi với nhà báo Mạc Lâm như thế này. Thưa ông, có ý kiến nói rằng là Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa mới đi Hoa Kỳ về, thì sau đó một thời gian thôi thì đã có một số cái động thái được cho là nhắm vào giới bất đồng chính kiến. Và cụ thể ngày hôm nay thì là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị xử một cái tuyên án, một cái mức án mà giới dư luận cho rằng là, trong dư luận có dư luận cho rằng là quá là quá nghiêm và có thể là bất công, tức là 10 năm tù. Chúng tôi cũng được biết là ở Hoa Kỳ đấy thì dường như là cũng bắt đầu cái thực thi cái luật Magnitsky trên toàn cầu. Thì không biết là nhà báo Mạc Lâm có thể tổng hợp và sâu chuỗi các cái sự kiện lại với nhau này, có thể có một ý kiến tổng hợp để chia sẻ hầu các quý vị thính giả được không ạ? Xin mời ông. Vâng, thì cảm ơn nhà báo Quốc Phương. Thông qua câu chuyện chúng ta thấy một cái điều như thế này.
về chuyến đi của Thủ tướng Phúc qua bên Mỹ đó, thì tôi nghĩ rằng có một cái sự trao đổi giữa hai chính phủ, và đặc biệt là chúng ta đã thấy là chính phủ của Tổng thống Donald Trump không quan tâm mấy đến vấn đề nhân quyền. Đó là sự thật. Và chúng ta cũng đã thấy rằng sau khi ông Phúc về đó thì mọi chuyện nó xảy ra nó khác hẳn trước đây. Và người ta đã xâu chuỗi những sự kiện đó và người ta đã cho rằng Hoa Kỳ đã bằng cách nào đó cho Việt Nam thấy rằng cái vấn đề nhân quyền không còn nặng như những đời tổng thống trước nữa. Và những cái vấn đề khác được đặt ra, vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại thì nó nặng nề hơn và nó có vẻ nó quan trọng hơn đối với tổng thống mới của Hoa Kỳ là ông Donald Trump. Tôi thì tôi xin thú thật là tôi cũng có một cái suy nghĩ về như vậy, nhưng mà vì nó có nhiều vấn đề khác nó xảy ra, nó làm cho chúng ta không có nó xác định được đâu là cái quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Vì chính phủ Hoa Kỳ như các bạn và anh Quốc Phương cũng thấy đó, là người đã phát một cái bằng khen cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước khi vụ án xảy ra. Và tôi nghĩ rằng đó không phải là một cái điều làm cho có lệ, mà đó là Tổng thống Trump vẫn theo đuổi một cách theo đuổi về vấn đề nhân quyền của toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam, một cách tuy rằng nó yếu thế một chút xíu so với những đời tổng thống trước, nhưng không hẳn Hoa Kỳ đã bỏ vấn đề nhân quyền qua một bên. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói là tổng thống Trump đã đạt được một thỏa thuận nào đó với ông Phúc á, thì đó có vẻ nó chưa có bằng chứng xác thực nào. Mà nhà báo thì chúng tôi không có quyền suy diễn ra những cái điều đó, cho nên xin trả lời anh Quốc Phương như vậy. Nhưng mà nhìn về cái khía cạnh khác thì quý vị cũng đã biết là Hoa Kỳ đó trong cái đời của Tổng thống Obama đã ký một cái đạo luật rất là quan trọng, đó là đạo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền Magnitsky toàn cầu. Cái đạo luật này nó áp dụng cho tất cả mọi người chứ không riêng ở Việt Nam, đối với chính phủ hay là tập thể hay là bất cứ một người nào nó chà đạp nhân quyền ở quốc gia mình hay là có những cái hành động làm phương hệ đến người khác qua cái quyền lực riêng của mình thì sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Những cái tài khoản mà họ có tại nước Mỹ á, thì sẽ bị cô lập và sẽ bị đóng băng. Đó là những cái hình thức mà Hoa Kỳ đã áp dụng cho Nga khi mà cái tên Magnitsky đã nói rõ cái vấn đề này, vì ông Magnitsky là một nạn nhân khi mà tố cáo chính quyền Nga đã có những cái vụ án tham nhũng đó, thì ông là một luật sư đã bị bắt giam gần một năm và sau đó bị chết trong tù. Cái đạo luật này đã bị Nga phản đối rất là mạnh, tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn đem 18 người có liên quan tới cái đạo luật này để mà áp dụng nó một cách triệt để. Thì tôi nghĩ rằng sau khi cái vụ án của Như Quỳnh xảy ra đó, thì có nhiều người rất là mong mỏi cái đạo luật này áp dụng cho Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái điều có thể nó là rất khó, hoặc là nó nói đúng hơn là bất khả thi. Là vì sao? Là vì những người mà kết án Như Quỳnh đó, họ là những người cấp rất là nhỏ, không có đáng gì để mà gọi là chính phủ Hoa Kỳ phải làm một cái cuộc triệt hạ họ bằng cách như vậy. Thứ hai, họ sẽ không có cơ hội để vào Hoa Kỳ hay là vào đây, ngay cả thậm chí trên cái vấn đề du lịch đi chăng nữa, họ cũng không thiết tha gì lắm. Cái thứ ba nữa là họ tài sản họ không có tại Hoa Kỳ thì làm sao mà đóng băng cũng như mà trừng phạt họ. Cho nên cái đạo luật này đó tuy rằng nó rất động viên cái tinh thần của những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền trên khắp thế giới chứ không riêng ở Việt Nam, nhưng mà xem ra đó áp dụng cho từng trường hợp một rất là yếu ớt, không có đủ sức mạnh để mà tiêu diệt cái ý chí, đem cái sức mạnh của mình ra để mà đàn áp người khác hay là triệt hạ người khác. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rõ là cái nỗ lực của ông Tổng thống Obama nó cũng rất là yếu kém, mặc dù là có nỗ lực. Và sang tới thời của Tổng thống Donald Trump đó, thì chúng ta thấy rằng rất nhiều người và hầu như gần như khắp thế giới nghĩ rằng ông là một vị tổng thống của kinh tế, kinh tài và tài chính chứ không phải là một vị tổng thống đem cái vấn đề nhân chủ nhân quyền xếp lên hàng đầu. Vì vậy cho nên chúng ta cũng không vội hy vọng về cái đạo luật này, và cũng chúng ta cũng đừng nên thất vọng quá, vì tất cả mọi sự chuyển động trên thế giới này nó tùy thuộc vào nhiều thứ chứ không phải riêng một con người nào hay là một chính quyền nào đâu, thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của nhà báo Mạc Lâm. Ông là nguyên tổng biên tập của đài RFA Việt ngữ.
Vừa rồi thì nhà báo Mạc Lâm trong khi trình bày quan điểm mình, ông cho rằng là cái đạo luật Magnitsky toàn cầu này có thể là sẽ không khả thi, bất khả thi đối với Việt Nam. Thì không biết là các vị khách khác còn lại của chương trình có cái đồng ý hay không, có ý kiến gì không ạ? Không biết là luật sư Lê Quốc Quân có muốn chia sẻ gì không ạ? Tôi có muốn chia sẻ một ý này này, tức là thực sự là có một điều tra viên ấy cũng đã từng nói với mẹ nấm rằng là bây giờ là ông Trump ông lên làm tổng thống và ông không quan tâm nhiều đến các cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nói thế để mà từ bỏ. Nhưng mà chính mẹ nấm đấy, trước cái lời mà cuối cùng ở tại tòa mà theo như luật sư Lê Luân đã nói, tức là mẹ nấm lại khẳng định lại một lần nữa, tức là nếu được làm lại từ đầu thì tôi vẫn sẽ phải làm lại. Làm lại như thế chứ không phải là phụ thuộc vào cái chuyện là can thiệp ở nước ngoài hay là cái chuyện này mạnh hay yếu, mà mình mạnh thì tiến lên hay yếu để từ bỏ, hay là ngay cả cái chuyện của việc giáo sư Hoàng buộc phải ra đi. Và để qua đó thì chúng ta thấy được rằng là cái câu chuyện của tại Việt Nam phải do chính con người Việt Nam và bằng con người Việt Nam ngay tại đây phải làm việc này. Thì như chúng ta có thể thấy rất rõ và ngay chính bây giờ, ví dụ như là cũng có những cái bản án được tuyên bố như thế và có những cái điều nó rất là khốc liệt, đàn áp rồi đe dọa như cá nhân tôi đây rồi nhiều người khác nó bị. Nhưng mà chắc chắn rằng là lòng yêu nước rồi vẫn thúc giục họ, và những cái bức xúc trong thực tại nó luôn luôn kích thích, nó luôn thức tỉnh con người ta. Rồi rượu truyền thông nữa, tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là phát triển. Ngay cái thời điểm chúng ta đang nói chuyện ở đây thì hàng ngàn người vẫn tiếp tục đang ở Formosa, đang đứng lên, và đặc biệt rất nhiều trẻ em. Người ta nói về cái chuyện Formosa phải đóng cửa và biển phải được sống, thì đó là một đòi hỏi rất lâu dài, một đòi hỏi mạnh mẽ và đòi hỏi ngay tại lớp trẻ ý thức được như vậy. Tôi chỉ muốn khẳng định lại là dù Magnitsky hay là dù ông Trump hay là ai đó nữa có áp dụng ở hải ngoại thì tính đó chỉ vẫn là thứ yếu. Còn câu chuyện giải quyết bài toán Việt Nam là phải do người Việt Nam, và thực sự đang trở nên mạnh mẽ bởi vì người dân càng ngày được càng ý thức được quyền lợi của họ, càng ngày người dân càng được nhiều thông tin, và càng ngày những bức xúc của xã hội nó càng đẩy cho người dân đến cái chuyện buộc phải thức tỉnh, chứ không thể để chấp nhận mãi một cái điều kiện xã hội như thế này được. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của sư Lê Quốc Quân. Không biết là các vị khách nào có muốn bình luận tiếp cái ý kiến vừa rồi của ông Lê Quốc Quân không ạ? Có ý kiến thế này anh Quốc Phương. Vâng, xin mời tiến sĩ Phạm Trí Dũng từ Sài Gòn. Tôi muốn trao đổi thêm với anh Mạc Lâm và có lẽ thông tin thêm cho anh Mạc Lâm về cách nhìn và một số cái thông tin của người trong nước. Về Tổng thống Trump thì tôi thấy thế này, qua cái quan sát của tôi thì ông Trump trong cái cách nhìn của ông về cái luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, có thể nói là ông ít khi nhắc tới cái luật này. Nhưng mà đặc biệt là chưa bao giờ tôi thấy ông phản bác luật này. Chưa bao giờ ông phản bác luật này. Khác với cái luật dự luật về y tế của Obama hay là những cái luật khác của Obama thì Trump bác thẳng. Còn riêng về cái Magnitsky toàn cầu á, là Tổng thống Trump chưa bao giờ phản bác. Và tôi nghe thông tin là ông để cho Bộ Tư pháp lẫn Quốc hội Mỹ hành xử. Đó là một cái vấn đề mà tôi quan sát và tôi rút ra cái tạm thời cái kết luận sơ bộ là như vậy. Và tôi cho đó là, dù sao đó là một cái thuận lợi. Dù sao là một thuận lợi và nó sẽ thúc đẩy tiếp cái tiến trình của Magnitsky chứ không phải là ngưng lại. Vấn đề thứ hai liên quan tới quốc tế là anh Mạc Lâm có cho rằng là cái Magnitsky đối với Việt Nam chỉ ảnh hưởng tới những quan chức cấp và do đó là không đáng, có lẽ là không đáng hay là không, Mỹ sẽ có thể là những cái quan chức đó họ sẽ không có tài sản hay là không có nhu cầu đi Mỹ. Thì theo tôi là không hẳn. Tại vì chúng ta nhìn lại kinh nghiệm của Magnitsky chế tài đối với quan chức của Nga thì cho tới nay là đã chế tài theo tôi nhớ là con số là tới hơn 20 người rồi. Hơn 20 người mà quan chức cấp cao á, quan chức cấp bộ trưởng hay là phó văn phòng chính phủ, phó văn phòng tổng thống. Đấy, như vậy là cấp bộ trưởng, thứ trưởng chứ không phải là cấp nhỏ, là cấp trưởng phòng, phó phòng. Như vậy thì tại sao Magnitsky có thể chế tài được quan chức Nga? Tại vì họ có bằng chứng. Mà làm sao để cho ra bằng chứng? Thì có một số cách để có bằng chứng.
Đó. Thì tôi nói ví dụ như là cái cách mà Ủy ban cứu trợ người Việt biển của anh Nguyễn Đình Thắng đang làm, tôi cho đó là một trong những cách hay đấy. Các anh làm sao đó, ví dụ như là xử mẹ nấm thì tất nhiên là chỉ tòa tuyên án thôi, tòa Nha Trang và Thành Khánh Hòa tuyên án thôi. Nhưng mà cấp trên của tòa Khánh Hòa là ai? Tòa Nhân dân tối cao. Ví dụ như là nếu như là có những cái đơn thư của gia đình đặt vấn đề đó với khiếu nại đối với Tòa Nhân dân tối cao và Tòa Nhân dân tối cao không trả lời, thì lúc đó là chính là cái người phụ trách Tòa Nhân dân tối cao sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ có thể còn cao hơn nữa. Thì tôi cho là đó là một trong những kinh nghiệm mà có lẽ là họ đã đúc kết được từ cái việc là chế tài đối với một số quan chức cao cấp của Nga. Còn một cái thông tin nữa theo tôi biết là khi mà luật Magnitsky toàn cầu đưa ra vào cuối năm trước, được ban hành vào cuối năm trước và đầu năm nay ấy, thì chính quyền Việt Nam chưa quan tâm. Nhưng mà đến gần giữa năm á, khi mà Ủy ban cứu trợ người Việt biển của ông Nguyễn Đình Thắng bắt đầu công bố một những cái danh sách đầu tiên về những cái quan chức đặt ra để đề nghị Quốc hội Mỹ chế tài vi phạm nhân quyền trong khuôn khổ luật Magnitsky toàn cầu, thì tôi từ những nguồn thông tin của tôi cho biết là giới công an ở Việt Nam đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Và một trong những cái biểu hiện cho thấy sự quan tâm đặc biệt đó là từ lâu và đặc biệt là cho tới gần đây, không có một quan chức nào, công an nào dám giàn mặt ra trong cái việc đối nhân xử thế hoặc là sách nhiễu hoặc là bắt bớ đối với giới hoạt động nhân quyền, mà chỉ có ở Việt Nam bây giờ chỉ chủ yếu là dùng công an cấp thấp hoặc là những người mà chúng tôi gọi là côn đồ hoặc là côn đồ công vụ. Đấy, côn đồ công vụ, trong đó có thể là công an, có thể không phải là công an, nhưng mà không có tiếng tăm gì cả, quay vế gì cả. Đấy. Và không có một ai dám danh chính ngôn thuận, có không có những quan chức công an hay là chính quyền danh chính ngôn thuận mà xuất đầu lộ diện trước giới đấu tranh dân chủ nhân quyền. Có một cái chi tiết mà chúng ta có thể thấy là ví dụ như vừa, khi mà gửi cái lệnh trục xuất, khi mà gửi cái lệnh mà tước quốc tịch cho ông Phạm Minh Hoàng á, thì Bộ Tư pháp đã gửi qua đường văn thư, gửi qua đường bưu điện, không phải là văn thư nữa, gửi qua đường bưu điện về nhà ông Phạm Minh Hoàng, mà không có bất kỳ một quan chức tư pháp nào từ Bộ Tư pháp tới Sở Tư pháp ở Sài Gòn xuất hiện. Điều đó cho thấy rằng có một cái gì đó rất không bình thường. Trong khi đó, đối với cái vụ này, đương nhiên là phải có quan chức xuất hiện và đến tận nhà ông Phạm Minh Hoàng để thông báo về cái chuyện thì lại không có một ai. Như vậy là tôi cho là họ né tránh và họ tránh xuất đầu lộ diện và họ tránh bị quốc tế để ý, và kể cả họ đã biết tin về luật Magnitsky toàn cầu và họ không muốn trở thành một nạn nhân của Magnitsky toàn cầu. Thì điều đó cho thấy là Magnitsky toàn cầu tôi cho rằng bắt đầu có tác dụng, và nếu như là Quốc hội Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ hành động cương quyết hơn, quyết liệt hơn và xác đáng hơn, có bằng chứng hơn, thì có lẽ là ít nhiều gì đó nó cũng có tác dụng răn đe đối với những người vi phạm, những kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian tới, kể cả ngay trong năm nay. Vâng, thế đó là ý kiến của nhà báo Phạm Chí Dũng, ông là chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập của Việt Nam, tham gia chương trình từ Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc chuẩn bị cái chương trình Facebook Live này mà quý vị đang theo dõi, thì chúng tôi cũng có nhận được một cái tin để chia sẻ cho các kênh truyền thông đấy, báo chí của cái trang mạng là mạchsongmedia.com. Thì trong cái trang này đấy thì có nói như thế này, tức là đầu tháng 6 Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ cho biết là họ đã hoàn tất thủ tục và thể thức để thực thi luật Magnitsky toàn cầu. Cả hai cơ quan này đều có địa chỉ email để nhận hồ sơ và sẽ bắt đầu mở hồ sơ cứu xét vào cuối tháng 6. Vận mạch sống media nó cho biết tiếp là một nhóm các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và tổ chức nhân quyền quốc tế có cơ sở hoạt động ở Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong nhiều tháng qua đấy để hoàn tất 10 bộ hồ sơ chung. 10 bộ hồ sơ này bao gồm các quốc gia là Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Mexico, Ả Rập Xê Út, Congo, Liberia, Panama, Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó 7 hồ sơ thuộc về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và 3 hồ sơ thuộc về tham nhũng lớn. Phần lớn các tổ chức này trước đây đã cùng nhau vận động quốc hội thông qua luật Magnitsky toàn cầu. Đợt 10 hồ sơ thứ nhất, 10 hồ sơ thứ nhất ấy, sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào tuần tới.
đúng lúc các cơ quan này mở hồ sơ. Đồng thời, các tổ chức này sẽ chung sức vận động nhiều văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ cùng lên tiếng với hành pháp với các hồ sơ này. Các tổ chức này đang soạn đợt hồ sơ thứ hai, vẫn theo cái nguồn mạch sống media.com này đấy. Thì song song với nỗ lực chung kể trên là các tổ chức BPSOS ấy, còn vận động riêng để đề nghị chế tài gần 180 giới chức ở chính quyền Việt Nam, được cho là liên quan đến 6 hồ sơ vi phạm nhân quyền, trong đó có một hồ sơ về tham nhũng liên quan đến trường hợp, ở đây chúng tôi hiểu là tranh chấp đất đai đấy, ở đây dùng cái từ tức là cướp đất của một sứ đạo công giáo. Gần đây cũng tổ chức này thực hiện thêm hồ sơ số 7 liên quan đến sự kiện của ông Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị chết ở trại tạm giam của Sở Công an ở tỉnh Vĩnh Long. Và cái nguồn này cho biết thêm là các phái đoàn tham gia ngày vận động cho Việt Nam vào ngày 29 tháng 6. Vâng, có một ý kiến nói là đề nghị, bây giờ chúng tôi xin phép được, trước khi có ý kiến tiếp đấy, thì chúng tôi muốn được nghe cái phản hồi của nhà báo Mạc Lâm. Vì vừa rồi thì ông Phạm Chí Dũng có cái bình luận đấy, có nhận xét về ý kiến của ông, thì xin được nghe ý kiến của nhà báo Mạc Lâm trước khi chúng tôi sẽ hỏi tiếp các vị khách tiếp theo ở châu Âu. À, vâng ạ. Thì để trả lời riêng cho anh Phạm Chí Dũng đó, thì tôi chưa hề nói là ông Trump sẽ bác bỏ cái đạo luật này. Rõ ràng là tuy rằng ông Trump không có quan tâm, nhưng mà ông chỉ quan tâm về vấn đề kinh tế tài chính thôi. Về vấn đề nhân quyền thì ông là một tổng thống ít quan tâm nhất về vấn đề nhân quyền so với những vị tổng thống trước. Và chúng ta là người Việt Nam, khi mà nghe cái đạo luật Magnitsky này, rõ ràng là chúng ta rất là vui mừng và rất là hy vọng. Nhưng mà tôi qua cái nhìn của tôi ở thực tế hiện nay đó, thì nó là một cái đạo luật khó giải quyết đối với Việt Nam, vì Việt Nam cũng như tôi đã trình bày. Thì bây giờ còn thêm một cái điều nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đó là một cái sự nghiêm cấm đặc biệt đối với bộ đội và công an trên toàn quốc. Họ không có được quyền xuất cảnh nếu không có giấy phép của đơn vị mà quản lý họ. Đó là cái điều mà rõ ràng là công an và người quân đội đó, những người đi lính cho chính phủ đó, không có một cái quyền hạn để xuất cảnh. Vì sao? Vì nhà nước Việt Nam đã ngăn ngừa trước những cái điều mà trong cái nội bộ và những lực lượng đấu tranh của họ đó rất là lo ngại khi có một cái số người từ trong quân đội cũng như công an đi ra ngoài để chia sẻ những cái thông tin mà bí mật hay là có hại cho chính phủ. Và vì vậy cái quyết định này nó ngăn ngừa trước những cái điều mà Magnitsky toàn cầu có thể áp dụng được với họ. Hơn nữa, như tôi xin nhắc lại đó, là cái điều này nó khó áp dụng cho Việt Nam chứ không phải là không áp dụng được. Dĩ nhiên là áp dụng được chứ không phải là không. Nếu mà chúng ta, những người ở hải ngoại, những người đã tranh đấu cho cái đạo luật này đó, không mệt mỏi thúc đẩy hộ quốc hội cũng như thúc đẩy những cơ quan trách nhiệm của Mỹ để áp dụng cái đạo luật này mạnh hơn nữa hay là cụ thể hơn nữa đối với từng trường hợp, thì tôi nghĩ đạo luật này sẽ thành công đối với Việt Nam, nhưng mà một cái con số rất là nhỏ, không phải là lớn như bên Nga. Sở dĩ bên Nga đó là vì khi mà cái bộ máy vận động cho đạo luật này ở bên Nga đó, họ đưa ra những cái điều mà có chứng cứ, có những cái bằng chứng cụ thể mà Nga không thể chối bỏ. Trong khi ở Việt Nam của chúng ta, ngay cả tất cả từ chính phủ từ trên xuống dưới đều che đậy tất cả những bằng chứng, thì tôi nghĩ rằng lấy được cái bằng chứng rất là khó khăn. Đó là những cái điều mà tôi suy nghĩ đó, thưa quý vị. Dạ. Vâng, thế đó là ý kiến của phản hồi của nhà báo Mạc Lâm. Ông là nguyên tổng biên tập của đài RFA, tức là đài châu Á tự do tiếng Việt. Bây giờ chúng tôi xin được đặt cái câu hỏi cho nhà báo Mạc Việt Hồng từ Ba Lan, là chủ biên của Đài Tiếng Việt Online. Thưa bà đã nghe ý kiến vừa rồi của các vị khách, đặc biệt là rất tình cờ các vị đều bàn đến cái luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ này và nói về cái tính, bình luận về tính khả thi của nó, đặc biệt là đối với Việt Nam. Thì không biết là bà có cái nhận xét gì không? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là cũng có người nói rằng là hiện nay dường như là nếu như mà ở Hoa Kỳ có thay đổi lãnh đạo mới, chính sách có thể là còn phải chờ thế nào đó đấy, thì dường như là ở châu Âu, EU cũng có một cái vai trò nào đó trong vấn đề về nhân quyền. Thì không biết là ở EU có cái chế tài nào tương tự theo kiểu Magnitsky hay không? Thì xin được nghe ý kiến của nhà báo Mạc Việt Hồng. Xin mời bạn.
Tôi thì tôi đồng ý với ý kiến của anh Mạc Lâm nhiều hơn là ý kiến của nhà báo Phạm Chí Dũng. Tôi cho rằng cái đạo luật này nếu có đem ra áp dụng thì tất nhiên là nó rất là tốt và nó có chính tính răn đe, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng chỉ áp dụng được đối với những cái cấp mà vừa vừa hoặc thấp thấp ở Việt Nam thôi. Chứ còn những cái cấp to thì rất là khó. Ví dụ như là quyết định trục xuất tước quốc tịch của ông Phạm Minh Hoàng chẳng hạn, do chính ông chủ tịch nước Trần Đại Quang ông ấy ký, thì liệu bây giờ có nước Mỹ có dám áp dụng cái đạo luật đấy với ông Trần Đại Quang hay không? Tôi nghĩ rằng là đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai ấy là những cái quyết định ở Việt Nam ấy thì nó thường là mang cái tính tập thể. Nó là cái quyết định tập thể, ít khi nó là quyết định cá nhân. Cho nên là việc áp dụng những cái đạo luật này ấy, nó khó khăn ở cái điểm như vậy. Đó là cái ý kiến của tôi. Còn ở phía châu Âu thì hiện nay tôi chưa thấy có những cái quy định tương tự như vậy. Mặc dù cái nhóm hoạt động của chúng tôi là đã nghĩ đến những cái điều này. Chúng tôi đã có lần bàn bạc với một số những cái bạn mà đang hoạt động cho dân chủ nhân quyền ở bên Séc. Và chúng tôi cũng có nghĩ đến cái chuyện là đưa một cái đề nghị tương tự như vậy đối với Quốc hội của Liên minh châu Âu. Vâng, có câu hỏi đặt ra là không biết là EU bây giờ cũng đang trong cái quá trình mà có cái sự thay đổi. Một số nơi thì còn đang, ví dụ chẳng hạn như ở tại Anh thì là có cái Brexit chuyển ra khỏi Anh. Thế còn Pháp thì chính phủ mới đang thành lập. Đức thì còn chờ cái cuộc bầu cử sắp tới đây. Đấy. Thì cũng có ý kiến họ hỏi là không biết là EU thì bây giờ cái quan tâm tới vấn đề nhân quyền thế nào, và bản thân EU có cái điểm yếu gì về nhân quyền hay không, và đặc biệt là có điểm yếu gì về bảo vệ nhân quyền ở trên thế giới quốc tế hay không, thưa bà? Đúng là EU thì trong những năm vừa qua thì có quá nhiều vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về kinh tế, cũng có một số những cái khủng hoảng nhất định, ví dụ như cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp hay là ở một số nước khác thì tình trạng kinh tế cũng có bị bi bét. Và hơn nữa ấy, là nước Anh thì Brexit thì nói gì thì nói cũng sẽ làm cho EU bị suy yếu ít nhiều. Mặt khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là ngày nay cái quyền lợi về kinh tế nước nào cũng đặt lên cao, cho nên là cái nhân quyền trong một chừng mực nào đó là sẽ bị xem nhẹ, không những là đối với nước Mỹ mà kể cả đối với EU cũng vậy thôi. Cho nên là nói như anh Lê Quốc Quân ấy, thì Việt Nam vẫn phải trông chờ vào cái sự chuyển động ở trong nước, sự vận động ở trong nước và sự đấu tranh của chính những người ở trong nước. Còn quốc tế, cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng hải ngoại chỉ đóng một cái vai trò nhất định nào đó, hỗ trợ nhất định nào đó thôi, chứ không thể nào mà quá trông chờ vào những cái điều đó được. Đó là ý kiến của tôi. Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm bàn tròn trực tuyến trên kênh Facebook Live của BBC Việt ngữ. Quý vị cũng có thể vào các cái trang nhà của chúng tôi, trang nhà chúng tôi trên địa chỉ là bbcvietnamnews.com để theo dõi các cái tin tức thời sự quốc tế. Lúc này thì chúng tôi xin được giới thiệu lại một lần nữa quý vị, tức là trên trang đầu của chúng tôi đấy, thì quý vị vào đó thì sẽ thấy là có cái bài là mẹ nấm bị tuyên án 10 năm tù, rồi thì có bài bị cáo Phương Nga được tại ngoại tiếp tục điều tra. Một cái tin nữa về quốc tế thì nói rằng là nước Nga đấy, Nga cười nhạo chiến hạm của Anh. Có cái tin nữa là vụ Yên Bái, với tin về trở lại phía Việt Nam là thu hồi thẻ của phóng viên bị bắt. Tin quốc tế và khu vực thì Anh trao lại Hồng Kông cho Trung Quốc như thế nào, thì đây là một cái bài báo. Với Việt Nam thì là các bài Trà Vinh tranh biển chết bị thu giữ. Một số các cái tin bài khác nữa đấy thì quý vị có thể vào đây xem tiếp. Trong chuyên mục Việt Nam sẽ có cái mục là thanh tra tài sản em trai bí thư Yên Bái. Bây giờ tiếp tục trở lại với chương trình thì chúng tôi xin được nghe tiếp một ý kiến của ông Lương Đình Cường, tổng biên tập của tờ Người Việt.de. Ông vừa nghe ý kiến các vị khách của bà Mạc Việt Hồng. Thì ông có cái ý kiến gì không ạ? Vâng, nhà báo Lương Đình Cường có nghe thấy không ạ? Có nghe thấy studio không ạ? Vâng, có vẻ là chúng tôi không liên lạc được với ông Lương Đình Cường. Bây giờ thì chúng tôi có một câu hỏi mà quý vị khán giả có đặt tới, tức là liên quan đến vụ Yên Bái, thì không biết là nhà báo Phạm Chí Dũng có thể giải thích là tại sao lại có cái câu chuyện Yên Bái nó lùm xùm như thế. Đây tôi hiểu là trong một thời gian trước đây thì quý vị có biết là có cái vụ gọi là tiếng súng ở Yên Bái đó. Đấy, thì còn bây giờ thì lại có những cái chuyện bắt nhà báo như vậy với cáo buộc là ăn hối lộ đút lót như vậy, rồi thì lại cũng có tên là thanh tra cái tài sản của em trai bí thư Yên Bái, vân vân. Thì ông Phạm Chí Dũng, nếu có thể được xin phép ông, xin mời ông chia sẻ đúng không ạ? Tôi chỉ có thể chia sẻ thế này là tôi không mấy quan tâm tới cái vụ vừa rồi, lùm xùm vừa rồi ở Yên Bái, vì hai lý do. Thứ nhất,
là tôi cảm giác rõ đây là một cái trò đấu đá nội bộ giữa các nhóm quyền lực trong nội bộ, và chỉ là đấu đá nội bộ mà thôi, chỉ có lợi cho những nhóm đấu đá trong nội bộ mà chứ còn không có lợi gì cho gì cả. Và thứ hai là tôi cảm giác rất rõ về có một cái gì đó nó dính dáng tới tiêu cực của nhà báo ở trong việc này. Tức là tới chỗ anh Duy Phong đấy, tôi xuất thân từ báo chí nhà nước. Tôi biết nhiều về báo chí nhà nước và biết nhiều về các nhà báo nhà nước. Không phải là tất cả, nhưng mà đúng là phải nói là có một bộ phận không nhỏ đâu, không nhỏ lắm đâu, đối với của các nhà báo nhà nước là đúng là có thể nói là sâu mọt. Và họ làm tiền doanh nghiệp, làm tiền người dân. Và sau này họ còn có một cái nghề nữa, một số nhà báo còn có một nghề nữa. Tức là được các nhóm lợi ích và nhóm quyền lực chống lưng trong chiến dịch, những trận chiến đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau, và được tung hồ sơ, tuồn hồ sơ ra để kình chống nhau, tạo ra những cuộc xung đột. Thế thành thử là vì hai lý do đó mà chẳng có lợi gì cho dân. Và nếu như là chúng ta thấy là có những cái bài báo, có những tờ báo, những trang báo thường xuyên có những bài viết đăng về những cái tiêu cực xã hội của những quan chức này, quan chức kia, thì cũng đừng có nên lạc quan quá. Vâng. Tại vì thứ nhất, đó là báo nhà nước. Và thứ hai nữa là sau khi mà kết thúc những bài báo đó và giải quyết được vấn đề nhân sự cũng như là vấn đề lợi ích rồi á, thì thường thường là báo im bặt. Thường thường là báo im bặt. Trong tất cả hơn 800 tờ báo nhà nước hiện nay, tôi cho rằng chỉ có khoảng chưa đầy 10 tờ báo là có yếu tố phản biện. Mà trong hơn 10 tờ báo đó thì cũng phải xem lại, chỉ có một ít tờ báo thôi là thực chất phản biện. Vâng. Dạ vâng, thế xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông Phạm Chí Dũng. Vừa rồi thì cũng có một cái điểm tin nữa, thì cũng nói tới cái câu chuyện tức là cái hậu cái vụ mà 8 bệnh nhân tử vong sau cái gọi là chạy thận đấy nhân tạo ở bệnh viện trên Hòa Bình, và cũng có cái ý kiến họ cho rằng là BBC cũng nên đưa cái này vào trong cái vâng cái tin được quan tâm. Còn cũng có ý kiến nói rằng là đặt câu hỏi là với các vị khách, nhưng chúng tôi không rõ là thời gian còn kịp nữa không, tức là tại sao mà vụ Đồng Tâm và vụ Tân Sơn Nhất lại được nhiều sự quan tâm như vậy. Nhưng tới đây thì chúng tôi rất tiếc là cái thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc, và cũng rất nhiều các câu hỏi của quý vị đã gửi ở đây. Thế nhưng mà vì cái thời lượng có hạn, chúng tôi xin phép được dừng chương trình tại đây, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng Hạnh Ly, Minh Thư và toàn văn Việt ngữ xin được cảm ơn các quý vị và xin hẹn gặp lại.